vùng đất Tiền Giang, tại một ấp xa của xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, bạt ngàn với những cánh đồng lúa. Ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy được dáng vẻ nhỏ bé trên cánh đồng chiều và lầm lũi trong sự nhẫn nại của người nông dân miền quê. Đó là vợ chồng chú Trần Minh Triển và cô Nguyễn Thị Bé Tám. Hàng ngày, cô chú phải dậy thật sớm để ra đồng làm việc. Phần đất ruộng này được cô chú thuê lại để canh tác. Đã làm nông là phải chấp nhận đối mặt với vô vàn khó khăn, từ những tình trạng trong chăm sóc cây trồng cho đến sự ảnh hưởng của thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt. Do tuổi cao sức yếu nên cô chú cũng không thể lao động được nhiều. Chú bị thoái hóa cột sống, người thì cứ đau nhức ê ẩm, bề da thì sần sùi những đốm mụn nhọt do phần độc tố phát ra từ trong người. Gia đình bác Năm Triển ở đây thì hai ông bà có ba người con, nhưng mà mỗi người thì có gia đình riêng hết. Thì hai vợ chồng thường thì tới mùa lúa thì đi mót lúa sống, rồi cũng mướn đất, cũng làm thêm để kiếm sống, nhưng mà điều kiện thì không có đủ. Và hiện tại bây giờ thì căn nhà của hai ông bà già ở rất là sụp sệ, cũng như cái trái bếp thì nó cũng dột nát hết rồi. Nụ cười hiền hòa nhưng chứa đầy sự khắc khổ. Giờ đây, chú chỉ còn biết ôm gọn vào mình những nỗi buồn lo của cuộc đời nề nặng. Cô chú có ba người con, nhưng thu nhập từ công việc thì lại rất ít ỏi, nên chỉ phần nào phụ giúp được mẹ cha. Mấy đứa nhỏ thì nó cũng riêng tư hết rồi, chứ có phụ gì đâu. Giờ cũng mong muốn có căn nhà cho lành lặn như người khác thì nó ước có nhiêu đó thôi, chứ giờ không ước muốn gì nữa. Già rồi, lớn tuổi rồi, chắc này sáu mấy tuổi rồi. Cô thì bị bệnh bướu cổ, đã từng mổ nhưng mấy năm nay lại tái phát. Vì không có tiền để tiếp tục điều trị nên cô cũng cố gồng mình chịu đựng. Ánh mắt cô xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Cô lặng lẽ chảy những giọt nước mắt vào trong, khóc cho cảnh đời cơ cực của mình. Thương chồng đau bệnh, thương con vất vả mưu sinh, thương cho mái nhà nay đã không còn lành lặn. Ngôi nhà là nơi bắt đầu cho tình yêu thương gia đình và là nơi khơi mạch nguồn hạnh phúc. Chúng tôi lại hội ngộ nhau dưới những ngôi nhà mới là những giây phút hội ngộ đáng trân quý của cuộc đời này. Sau 2 tháng thi công, đoàn chúng tôi quay trở lại thăm và thực hiện lễ trao nhà cho gia đình. Trưa ngày 23 tháng 11 năm 2018, đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni trao ngôi nhà tình thương số 17 cho gia đình chú Trần Minh Triển tại Cai Lậy, Tiền Giang.
Ngôi nhà do gia đình Phật tử Văn Thị Xuyến, pháp danh Nguyên Thành ở Houston, Texas, phát tâm tài trợ xây dựng. Cô thấy người ta có cái cảnh khổ rách rưới, thành ra cô cũng thấy qua cái chương trình của thầy Nhân Bình đã từng đi làm những cái ngôi nhà tình thương, thành ra cô cũng ráng góp sức để giúp đỡ cho những người nghèo khổ và để có mái ấm gia đình, để Tết nay được chung vui như vậy đó. Và cô cũng mong rằng tất cả những anh chị em mình, những ai mà đã coi qua cái phim này thì cũng thông cảm giúp đỡ cho những người, mỗi người được một căn dài. Lâm Tị Ni sẽ một năm thêm lên được 10 căn nữa. Cô thấy là rất là vui ở trong lòng vì cô đã ước nguyện là, cô ước nguyện là cô sẽ một căn nhà. Và hôm nay thì cô ước nguyện cô đã được thành và cô rất là vui. Buổi lễ trao nhà được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương và trong niềm vui mừng của quý Phật tử và bà con hàng xóm. Ngôi nhà mới được dựng lên trên nền đất của gia đình. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà gia đình cô chú đang có được. Sẽ không còn cảnh mái nhà dột nát trong những ngày mưa bão. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Nhuận Bình, trưởng đoàn từ thiện chùa Lâm Tỳ Ni. Kính bạch thầy Huệ Phương. Là cái vị thầy chủ trì cái việc xây dựng căn nhà tình thương để số 17 của chương trình mỗi năm một căn nhà tình thương của chùa Lâm Tỳ Ni để chúng ta trao hôm nay. Ở địa phương này thì thầy Huệ Phương là người chủ trì tất cả, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Lâm Tỳ Ni. Kính thưa thầy Nhuận Bi cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni. Thì hôm nay được một cái duyên lành là được sự trợ duyên của Thượng Tọa cùng Phật tử, trợ duyên cho gia đình ông Năm Triển, là một gia đình nghèo ở nơi đây, ủng hộ cho một căn nhà tình thương. Thì trị giá căn nhà là 50 mấy triệu, nhưng mà chùa Khánh Long đắp vô cho đủ 60 triệu, còn bao nhiêu thiếu thì gia đình các con các cháu cho thêm để làm cho căn nhà hoàn chỉnh đẹp như ngày hôm nay. Thì con xin thay mặt cho gia đình bác Năm Triển cũng như đồng bào nghèo nơi đây, xin thành tâm tri ân công đức của Thượng Tọa cũng như Phật tử Nguyễn Thị Xuyến, pháp danh Nguyên Thành, và cùng toàn thể quý vị Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni đã trợ duyên cho chuyến đi ngày hôm nay. Và con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa cũng như chư Tôn Đức, pháp thể Khương An, ngõ hầu hướng dẫn hàng Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Và cũng xin thay mặt cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử tại chùa Lâm Tỳ Ni. Chắc quý vị cũng không có xa lạ gì đó với thầy. Đó, thì ai cũng biết hết. Thì mong rằng thầy nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị cuộc sống luôn được an lạc, gia đình thì hạnh phúc, và công việc làm ăn lúc nào cũng hanh thông. Ngõ hầu trợ duyên cho Thượng Tọa Nhuận Bình sắp tới, làm những Phật sự sắp tới, và nhiều nhiều căn nhà tình thương hơn nữa, chứ không phải một căn như vậy. Được không quý vị? Cười ha, cười là 10 căn. Ai cười là 10 căn. Và bây giờ con cung thỉnh Thượng Tọa cũng có đôi lời đối với vợ chồng bác Năm Triển. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chương trình căn nhà tình thương của chùa Lâm Tỳ Ni
hy vọng càng ngày càng phát triển nhiều hơn và nhiều hơn nữa và kéo dài lâu hơn nữa. Thì muốn được như vậy thì cũng nhờ sự giúp đỡ trợ lực của chư tôn đức tăng ni cũng giống như là quý Phật tử, quý mạnh thường quân. Thì quý vị biết cái ngôi nhà này là do thượng tọa Thích Huệ Phương xây dựng mà rất là đẹp, rất là khang trang. Phái đoàn chúng ta đi trao rất là nhiều căn nhà, thì căn nhà nào mà thấy đẹp là biết là cái số tiền nó nhiều hơn. Tại vì mỗi căn thì chiều Lâm Tị Ni chỉ tiêu chuẩn là cỡ 2.500.000 là 50 mấy triệu, là 60 triệu đó lại thôi. Nhưng mà căn nào thấy đẹp hơn là biết căn đó là có thêm tiền. Nghe thầy Huệ Phương nói là biết là căn này thêm tiền. Đó là thầy Huệ Phương đã thêm tiền và gia đình cũng đã thêm tiền. Thì Nhung Bình cũng cảm ơn thầy Huệ Phương rất là nhiều. Cũng cảm ơn quý thầy cô ở đây đã hỗ trì cho cái đoàn. Và nhất là thầy Nhung Bi đã vất vả rất là nhiều từ khi mà có chương trình này. Cho đến bây giờ đã đồng hành với đoàn rất là nhiều. Thì cái căn nhà này cũng giống như thường lệ, đây là cô Xuyến, cô Văn Thị Xuyến, là một Phật tử ở Houston, của chùa Việt Nam ở Houston, chứ không phải là ở Boston. Mà cô đi theo đoàn cũng là hơn tuần nay, mà cô đi chuyến này cô về cô giao 2 căn, căn ở ngoài Quảng Trị và căn ở đây. Thì cô đi theo đoàn như vậy là cô tận tay giao và tận tay biết số tiền đã giao cho chùa Lâm Tị Ni và số tiền đó chi vào đâu. Chính vì vậy quý vị cứ yên tâm, khi mà đã giao số tiền mà cho chùa Lâm Tị Ni thì chùa Lâm Tị Ni sẽ làm tới nơi. Và hy vọng rằng vài năm về sau đây, quý vị nào mà muốn xây nhà như vậy thì quý vị cứ giao cho chùa xây xong, và đến cuối năm quý vị cứ đi theo chùa, theo phái đoàn, và quý vị tận tay giao cái căn nhà của quý vị. Đó là vấn đề thực tế nhất. Và cảm ơn cô Văn Thị Xuyến và chúc cô toàn thể gia đình sức khỏe và sau này có nhiều cái căn nhà hơn nữa. Và cuối cùng thì con cảm ơn quý thầy quý cô và cảm ơn tất cả quý Phật tử. Ngoài cái số tiền mà xây nhà của cô Văn Thị Xuyến thì đây là một số tiền tài nhỏ 2 triệu, và cái máy quạt và cái nồi cơm và một số đồ vật dụng trong gia đình. Cái này là của trong đoàn, kẻ ít người nhiều. Có những vị người ta không đủ khả năng để mà trao nguyên căn nhà, nhưng mà những vị này đi theo đoàn để hỗ trợ cái tinh thần và góp một người một ít để mua những cái vật dụng và một số tiền này để góp vô cho gia đình. Thì Nhung Bình đại diện cho tất cả quý vị trong đoàn này chúc mừng và giao căn nhà. Còn cái vật dụng này cho cô Văn Thị Xuyên, cô có mặt chút chứ, có tên cô. Mời cô Văn Thị Xuyên qua đây cô giao. Đây cô giao thì lần sang năm cô mới giao nữa. Rồi, không Phật rồi. Rồi, quý vị. Tôi xin đại diện gia đình cảm ơn quý thầy và mấy cô, quý cô Xuyến với quý cô dạ, hỗ trợ cho con xây một căn nhà. Rồi, cảm ơn nhiều. Hy vọng rằng từ ngôi nhà mới này, cô chú sẽ được sống trọn vẹn những ngày yên bình sau bao năm dài lam lũ, mở ra một cuộc sống bình an, khỏe mạnh, sẽ hết đau bệnh. Để từ đây, chúng tôi nhận ra rằng không gì quý giá hơn tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng sẽ thật đẹp khi biết yêu thương và đồng lòng cùng nhau cố gắng vượt qua bao đau khổ để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.